Surface Go 4 vừa mới ra mắt có những nâng cấp gì mới so với Surface Go 3? Máy nào sẽ tối ưu cho học tập và làm việc nhất? Nếu như Surface Laptop Go 3 và Surface Laptop Studio 2 được Microsoft giới thiệu chính thức trong sự kiện Microsoft Event 2023 vừa diễn ra, thì Surface Go 4 dường như chỉ là một bản nâng cấp nhẹ nên Microsoft giới thiệu rất ngắn gọn tại buổi sự kiện offline. Bởi Surface Go 4 hiện tại chỉ mới có bản Business dành cho khối doanh nghiệp, tức là phù hợp với các đơn hàng số lượng lớn dành cho các công ty doanh nghiệp mua số lượng nhiều về cấp phát cho học sinh, sinh viên học tập ở các trường. Hiện tại thì Surface Go 4 cũng đã có hàng chính thức cho cả người dùng cá nhân và các doanh nghiệp cần mua số lượng lớn. Về cơ bản thì Surface Go 4 có ngoại hình, form thiết kế y hệt như là Surface Go 3. Cấu hình của Surface Go 3 thì hết sức cơ bản, chỉ là Pentium Gold 6500i hoặc là i3-10100i đều là những con chip siêu tiết kiệm điện, chỉ có 2 nhân và 3 luồng, dung nhịp chỉ là 1.1 đến 1.3 GHz, tiêu thụ điện siêu thấp chỉ 5W mà thôi. Do đó mà các máy Surface Go 3 rất tiết kiệm điện, phù hợp với các tác vụ như là Word, Excel, PowerPoint, mở trình duyệt Microsoft Edge đọc, lướt thông tin mạng xã hội, có thể giải trí xem phim Netflix, chơi game nhẹ nhàng trong kho ứng dụng của Windows Store. Cũng vì cấu hình ở mức cơ bản, cho nên người dùng cần làm việc đa nhiệm nâng cao, ví dụ như là vừa mở trình duyệt, vừa mở Zalo Video Call, vừa mở cả Word, Excel cùng lúc, thì có vẻ như là Surface Go 3 hơi đuối ở thời điểm hiện tại. Vậy nên Surface Go 4 với CPU Intel tiết kiệm điện thế hệ mới là Intel N200 với 4 nhân và 4 luồng cùng dung nhịp turbo lên tới 3.7 GHz, ăn điện TDP lên tới 6W, tức là mạnh hơn tới 20 đến 30% hiệu năng so với Surface Go 3, sẽ giúp mở đa nhiệm tốt hơn. Đặc biệt là với Intel N200 này được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet, tức là nhỏ hơn so với 14 nanomet trên thế hệ cũ là Surface Go 3. Kèm theo đó là RAM của Surface Go 4 là loại RAM thế hệ mới LPDDR5, tức là cùng RAM với Surface Laptop Go 3, tức là cao hơn 2 đời RAM trên Surface Go 3 là LPDDR3. Vậy nên thời lượng pin của Surface Go 4 vẫn rất là mạnh mẽ mà lại còn tối ưu pin hơn so với Surface Go 3.